chào các bạn, trên tay mình hiện giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 7 phiên bản Silver Titanium. Và rất may là mình đã có trên tay cái bản cực kỳ là đẹp mắt của Galaxy Note 7 rồi. Vừa nãy thì mình cũng đã trên tay cái bản Galaxy Note 7 bản màu đen. Và bây giờ thì mình đã có ở trên tay cái bản màu bạc này. Bây giờ mình sẽ so sánh luôn với cả một cái chiếc điện thoại khác. Đó chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7X cũng màu Titanium luôn. Và mình sẽ so sánh xem là cái thiết kế của hai sản phẩm này như thế nào, so với nhau như thế nào. Bởi vì là về cơ bản thì về camera cũng như là về các thông số, về cấu hình thì hai cái sản phẩm này đều khá là tương đồng với nhau. Đều có con chip Exynos 8890, RAM 4GB, camera 12 chấm mặt sau và 5 chấm mặt trước. Kèm theo đó là viên pin cũng xấp xỉ từ 3.500 đến 3.600. Đó là những cái điểm giống nhau ở hai sản phẩm này. Còn về những điểm khác nhau thì mình sẽ nói luôn chủ yếu là về thiết kế thôi. Đối với Galaxy Note 7 thì chúng ta sẽ có camera tự sướng 5MP ở đây. Còn ở trên Galaxy S7 thì camera tự sướng nó sẽ ở đây. Và Galaxy Note 7 nó cũng sẽ trang bị thêm cả cảm biến bóng mắt ở phía mặt trước này nữa. Galaxy S7 thì hoàn toàn không có. Còn Galaxy S7 thì nó sẽ có các cảm biến tiệm cận ở phía này, Note 7 ở đây. Màn hình của hai thiết bị này cũng sẽ có những kích thước khác nhau. Đối với Galaxy Note 7 thì nó sẽ có một màn hình với kích thước là 5.7 inch, độ phân giải là 2K. Còn đối với cả Galaxy S7 thì nó sẽ có màn hình kích thước là 5.5 inch, độ phân giải cũng là 2K. Và cái độ cong của Galaxy S7 thì mình cảm thấy là cái màn hình của S7 nó cong hơn một chút so với cả màn hình của Galaxy Note 7. Tuy nhiên là cong hơn không quá đáng kể. Ở phía dưới thì chúng ta cũng sẽ có phím home kiêm cảm biến vân tay luôn. Và ở phía bên cạnh sẽ là phím back cũng như là phím đa nhiệm. Ok, ngoài cái việc là Galaxy Note 7 nó được trang bị một cái màn hình lớn hơn một chút, 5.7 inch so với cả 5.5 inch ở trên Galaxy S7, thì Galaxy Note 7 nó cũng sẽ được trang bị cả kính cường lực Gorilla Glass 5 nữa, sẽ giúp cho máy của các bạn bảo vệ được tốt hơn rất là nhiều trong cái việc giảm thiểu rơi vỡ cho máy của các bạn. Tổng quan về thiết kế thì các bạn có thể thấy là Galaxy Note 7 nó to hơn là Galaxy S7, cũng như là Galaxy Note 7 thì nó vuông vức hơn, nó không quá bo cong như là S7. Chúng ta sẽ đến tiếp theo với cả phía bên cạnh trái đi. Ở phía bên cạnh trái của cả hai máy thì chúng ta vẫn có phím tăng giảm âm lượng. Phía bên cạnh phải vẫn là phím nguồn, tuy nhiên là phím nguồn của Galaxy Note 7 nó được đặt cao hơn, sẽ khiến cho các bạn khi mà cầm sẽ với lên sẽ hơi khó một chút. Tất nhiên là ở phía dưới này thì mình vẫn với tay tới được, tuy nhiên đối với những bạn nào tay nhỏ thì đối với Galaxy Note 7 thì nó sẽ hơi khó với. Ở phía trên thì chúng ta vẫn có khay cắm SIM cũng như là thẻ nhớ. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có mic phụ chống ồn. Ở đây thì mic phụ chống ồn của Galaxy Note 7 nó được đặt xa hơn so với cả Galaxy S7. Và chúng ta vẫn có thêm cả hai cái vạch để phát sóng anten. Ở phía dưới là cái sự khác nhau lớn nhất của hai sản phẩm này, khi mà Galaxy Note 7 nó được trang bị cổng USB Type-C. Với cổng USB Type-C này thì Galaxy Note 7 nó không những là sẽ giúp các bạn sạc nhanh hơn mà nó còn sẽ giúp các bạn kết nối với rất nhiều các thiết bị ngoại vi trong tương lai, sẽ tốt hơn là ở trên S7X khá là nhiều. S7X thì nó chỉ sử dụng cái cổng USB thường mà thôi. Chúng ta sẽ vẫn có một mic thoại kèm theo đó là loa ngoài và một giắc cắm tai nghe 3.5mm. Ở hai bên thì vẫn là hai vạch để thu phát sóng anten. Và Galaxy Note 7 nó cũng sẽ được trang bị thêm cả cây bút S Pen thần thánh ở đây nữa. Đây sẽ là linh hồn của cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 7. Còn ở trên S7 thì cái chỗ này hoàn toàn không có gì, không có cái khe cắm bút cả. Và đó là cái điểm khác biệt lớn nhất ở phía cạnh dưới. Ở phía mặt sau lưng thì cả hai chiếc điện thoại của chúng ta gần như là giống y hệt như nhau. Tuy nhiên là Galaxy Note 7 thì nó vuông vức hơn rất nhiều so với cả S7X. S7X thì nó cong khá là nhiều. Còn chúng ta vẫn sẽ có một cụm camera chính với độ phân giải là 12MP. Kèm theo đó là đèn flash cũng như là cảm biến nhịp tim. Camera của cả hai thiết bị này thì đều không quá lồi. Và chúng ta sẽ có logo của Samsung ở dưới. Nói chung là về tổng quan thiết kế thì cả hai chiếc điện thoại của chúng ta chỉ có khác biệt lớn ở cái việc là một thiết bị vuông hơn cũng như là một thiết bị cong hơn thôi. Còn cả hai thiết bị của chúng ta thì mình đều thấy nó rất là đẹp. Và cái mức độ hoàn thiện ở trên Galaxy Note 7 mình cảm thấy là nó hoàn thiện tốt hơn là Galaxy S7 cũng như là việc cầm nắm của nó cũng dễ dàng hơn. Và nó cầm nắm nó mình cảm thấy một cái sự chắc chắn hơn là Galaxy S7. S7 thì mình cảm thấy là nó tương đối mềm mại cũng như là mỏng manh dễ vỡ. Còn ở trên Galaxy Note 7 thì hoàn toàn ngược lại, mình cảm thấy nó có một sự nam tính đàn ông hơn rất là nhiều. Còn các bạn cảm thấy sao về thiết kế của hai sản phẩm này? Và các bạn thực sự là thấy sản phẩm nào đẹp hơn? Xin mời comment bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.